Thưa quý vị và các bạn, xen lẫn vào những hoài niệm về những cuộc tình là một hoài niệm lạ. Khán giả Nguyễn Thị Xuân Lan ở Hai Xuyệt Hai, Phạm Hồng Thái, Đà Lạt cũng nhớ về một chàng trai là cậu em út đầy yêu thương của mình. Anh Phú Quang có thể đọc được không? Nhà có đến 10 anh chị em, đông quá nên út bị thiệt thòi. Út đi nghĩa vụ quân sự xong là phải về phụ tôi để chăm sóc bố bị bệnh hiểm nghèo. Tối tối, hai chị em hay ngồi dựa lưng vào thành giường xem tivi hay tán dóc với nhau. Út thích làm vệ sĩ. Tuần đầu tiên đi làm, Út bị hớt đầu đinh trong ngộ quá xá. Chị cứ cười mãi làm cho cậu nhỏ xấu hổ qua cái lúc lắc cái đầu như con gái. Phóng lên giường, Út lăn vào lòng tôi. Chỉ vài phút sau đã lăn ra ngủ ngon lành. Tôi ôm cái đầu đinh lởm chởm của thằng em Út 26 tuổi, nay đã to cao hơn chị. Ngắm em ngủ sao mà thấy yêu thương và ấm áp lạ lùng. Hồ Xuân Hương chiều nay trở gió. Tôi quên cái lạnh của sương chiều, ôm cái mền chở vớt em lên. Út bơi ra vớt trái banh mà em và các bạn làm rơi trong lúc tập. Em đi vội quá Út ơi, chưa kịp lãnh tháng lương đầu tiên nữa mà. Tôi ôm lấy em đưa em về với bố mẹ. Gương mặt em sao mà yên bình. Chị ngồi lặng ngắm em, lòng chợt nhoi nhói với câu hát của Trịnh Công Sơn: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Đêm qua mau quá, chào Út nhé. Thiên thần của chị đã vụt bay về trời, để lại mọi người sao cứ mãi ngẩn ngơ không nguôi. Hay là muốn nói ơi, chúng ta còn thì giờ, hãy để đôi tay mình rộng mở mà ôm lấy từng người thân bên cạnh, để rồi khi đối diện với những nỗi đau ập đến, nỗi đau ấy sẽ trở nên ngọt ngào vì đã có yêu thương lấp đầy. Yêu thương sẽ xua tan cái giá lạnh của một sự chia xa. Khán giả Quang Lê ở hộp thư Yahoo chia sẻ: ngày anh và tôi ở lứa tuổi yêu đương, trong kháng chiến chống Mỹ, chúng tôi là những chiến sĩ quân y. Vào những đêm trực thương binh, anh thường cất giọng ngâm thơ cho mọi người qua cơn đau nhức. Giọng ngâm ngọt liệm miền Tây Nam Bộ của anh đã ru hồn tôi lúc nào chẳng biết. Rồi một ngày vào mùa nước nổi, anh đi chiến trường để chuẩn bị cho Hiệp định Paris. Anh đã vĩnh viễn nằm lại tại quê mẹ An Giang. Sắp đến là ngày giỗ thứ 35 của anh rồi. Bạn bè, đồng đội và tôi vẫn mãi thương nhớ anh, thương nhớ một người đồng đội, một người anh xiết bao thương mến. Vẫn như cứ nghe cái giọng ngâm thơ tha thiết ấy cho qua cơn đau nhức của bao người thương binh trong những đêm trực năm nào.